Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 9, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4772, 2924, 2303. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5322. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05175, 24975, 29833, 28922, 38107, 12293, 28420. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84464, 41199. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 32838. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63569. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 308701. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 308701.